Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình có một món đồ chơi mới muốn show cho anh em thấy. Ok, let's find out. Okay, right here anh em. Đây là Zcam E2 M4. Ok, mình mua thêm cái grip để gắn vào, mình cầm cho nó dễ ha anh em. Rồi đây là mình xài lens Canon 16-35. Mình xài chung với lại cái Viltrox adapter. Đấy, đây này có autofocus nha anh em. Khi anh em chỉnh autofocus trên cái E2 á thì nó sẽ có autofocus. Mình sẽ demo cho anh em xem sao ha. Ok, cái phần về phần pin á thì E2 M4 xài pin của Sony NPF ha. Pin này dễ kiếm lắm, ở đâu mà rẻ nữa. Mình rất vui khi cái E2 này nó có cái xài cái pin này ha. Mình có mua thêm cái tay cầm. Đây cũng là mua thêm tay cầm thôi. Vấn đề này rất là quan trọng. Đây, các bạn thấy gì không? Nó xài slot là C-Fast Card, khác với lại CF card nha anh em. Mình cũng bị hiểu lầm cái đó. Mình về ở nhà có mấy cái CF card cho Canon 5D Mark 4, Mark 3 lúc trước, nhưng mà giờ không có xài chung được. C-Fast này rất là mắc nha anh em, mắc quá mình không có mua, cho nên mình chuyển qua mình mua cái SSD SanDisk chạy USB-C vào thẳng cổng USB-C ở đây, vào thẳng SSD luôn ha anh em. Về phần màn hình thì không biết anh em có thấy không, đây rất là nhỏ, cỡ 1 inch, 1.5 inch à, 1.5 inch gì đó. Cái này rất là nhỏ cho nên mình không nghĩ là anh em có thể thấy được cái gì trên đó đâu ha, cho nên bắt buộc là anh em phải mua thêm monitor. Nếu mà anh em không có mua monitor đó, dùng phone. Ok, giờ anh em chỉ lấy phone and then connect wifi, download app Zcam có sẵn trên Apple Store hoặc là Android. Khi connect với nhau á thì anh em có thể control được trên phone, control được apertures, control được ISO, control được speed. Còn ngoài ra còn có những cái control khác nữa, giống như là LUT, setting, everything control trên phone được hết. Rồi, mình nghĩ anh em cũng cần phải biết thêm trong đây sẽ có những chức năng gì. Bây giờ mình và anh em hãy cùng nhau tìm hiểu xem trong này sẽ có những gì nha. Let's go anh em. Mom.
Ok anh em, khi anh em mở phone lên thì vô wifi cho mình ha. Vô wifi anh em mở máy Zcam lên, anh em sẽ thấy được Zcam wifi. Đấy, Zcam M4-0403. Đó là password đầu tiên vô là 1234567 8. Lát khi nó connect xong thì anh em thoát ra, anh em vào app Zcam. Rồi anh em vào control, anh em sẽ thấy được live view của nó. Rồi trong đây anh em sẽ control được là aperture, trên đầu tay trái là aperture. Ok, rồi kế bên là speed. Ok, anh em có thể chọn speed tùy ý anh em muốn. Rồi kế bên là ISO là thấp nhất là 500. Rồi kế bên là Kelvin, anh em chỉnh K bao nhiêu thì tùy anh em muốn. Rồi phía dưới là Focus. Ok, Focus Assistant, nó sẽ ra được mấy cái viền cho anh em, anh em thể đổi màu trắng, vàng, đỏ, xanh tùy anh em. Rồi anh em, cái này anh em có thể track được sáng tối. Rồi cái này là Mono Zebra hoặc là màu bị sai. Rồi kế bên là LUT, thì anh em có thể add LUT vô rồi chọn cái LUT mà mình muốn để nó hiển thị và mình track cho nó dễ thôi. Còn đây là chế độ hiển thị tỷ lệ khung hình. Thì anh em thích cái tỷ lệ nào thì chọn tỷ lệ đó ha. Ok, cái cuối cùng. Còn cái này mới hay đây này. Đây là chế độ auto đẹp. Ok, anh em chọn nó thì nó sẽ chỉnh màu lại cho anh em. Và bóp mặt, làm to mắt này nọ. Rồi phía dưới cuối cùng là anh em có thể chọn được variable frame. 60 frame hoặc 120 frame tùy vào chế độ là 4K hay là 4K low noise hay là C4K này nọ đó. Đặc biệt quay Full HD là được 240 frame nha anh em. Rất là ngầu ha. Ok, còn lại là quay bao nhiêu khung hình trên giây là 24, 25, 30, 50, 29.97. Đấy. Còn kế bên là quay chế độ gì, Z-Log hay là Flat. Ngoài ra còn có thể quay thêm ProRes RAW, nhưng mà anh em phải mua thêm phụ kiện là monitor Ninja. Thì điều cuối cùng mình muốn anh em biết đó là giá khởi điểm của chiếc E2 M4 này là 1499 đô, rẻ hơn 500 đô so với phiên bản tiền nhiệm là E2 nha anh em. Ok, cảm ơn anh em đã cùng mình xem hết video clip này. Mong anh em hãy bấm subscribe, bấm cái chuông để ủng hộ mình ra những video clip trong tương lai. Xin chào!